Xin kính chào quý cô bác, anh chị và tất cả mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của Cường Hà Giang. Thì ngày hôm nay thì Cường và anh Hiệu lại tiếp tục lên trên nhà bí thư già để sơn một lần nữa, là hoàn thiện một cái ngôi nhà của bí thư già. Thì hôm nay sơn xong khả năng một hai ngày sau là tân gia nhà bí thư già ấy. Bởi vì là vừa rồi là anh Hiệu cũng có công việc bận ở dưới nhà nên là phải về quê. Còn Cường thì Cường ở trong này thì Cường cũng ốm ấy, nên là không có thời gian. Cái thời gian đó là Cường không đi làm được cái clip khác. Thì xong nhà bí thư già sơn xong ấy, bởi vì là anh Ngọc có thuê anh Hiệu và Cường là lên sơn ấy. Thì mấy hôm nay Cường cũng có làm việc riêng, chưa thể đi quay những cái hoàn cảnh khác. Rửa đi em ơi, rửa trong ra hết. Thì xong nhà bí thư già này, Cường sẽ tiếp tục là Cường đi quay những cái hoàn cảnh mà khó khăn để cho tất cả mọi người theo dõi và cùng giúp đỡ những cái gia đình hoàn cảnh ở trên vùng cao như này. Còn bây giờ Cường sẽ tiếp tục vào việc để pha sơn đã. Rồi Cường sơn, vừa sơn Cường vừa quay, lúc rảnh thì Cường quay thôi. Cường thì không có thời gian mà cầm máy quay nhiều ấy, nên là đoạn nào mà không quay được mong mà tất cả quý bác thông cảm cho Cường. Thì sau một thời gian là quay lại thì đường đã lên màu rồi, nhìn rất đẹp. Ở trong điện thoại quay nó không lên màu nữa, nhìn mắt thường rất là đẹp của các bác ạ. Đó. Đường này quá dài đúng không anh? Chắc có chứ. Đường rãnh nước thì cái ống thoát nước phải xa, rất là xa rồi. Từ đằng sau nhà đến tận đây này cũng bắc này. Đó. Đến đây xong đến tận dưới kia kìa. Còn phải đào thêm nữa. Thì có cái lối thoát vào đến cái khe suối ở cạnh dưới này này. Sau một thời gian là cũng sơn được hai bức tường đây của quý bác này, bức này và bức này là cái lớp cuối rồi. Thank you.
Đây là trên nóc nhà vệ sinh. Hương! Anh lên! Mày chạy đâu? Mày! Còn bằng đấy là anh ấy hiểu. À, còn 2 thùng mà. Sang bên này đây. Ô sợ kệ. Con lấy con nào rồi nhỉ? Ở trong này cơ anh ơi. Ở trong này. Đó. Như vậy là màu là cũng khá là đẹp rồi các bác. Nhà vệ sinh thì cũng vừa sơn xong. Cường không có thời gian để cầm máy quay ấy. Nên là buổi chiều nay thì hai anh em tiếp tục sơn lại phòng khách một lần nữa cho nó đẹp. Cái này bây giờ đang khô để nó lên màu ấy. Còn cái tường bên này sáng nay sơn sớm hơn một chút. Sơn cái tường này trước, tường này khô rồi. Đợi khô đẹp ngay anh ạ. Rất là sáng. Sáng sủa và tối sủa. Hiện tại đã là 12 giờ hơn gần 1 giờ chiều cô bác. Anh nắng nóng không? Có. Mũi tàu cơ à. Thì hôm nay có cả món thịt lợn rang gừng. À đâu, sao gừng chứ. Đó. Cải sao với canh rau cải. Đưa một quả tóc bạc đẹp anh nhỉ. Anh nhuộm ở đâu ấy? Nhuộm ở sơn. Tối nay về giặt ra này. Thôi Ngọc. Ngon rồi. Mẹ bảo gì? Bà Ngọc. À, anh Ngọc. Ăn cơm ở chỗ khác rồi. Ở chỗ khác rồi.